xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay thì bên em lại giới thiệu đến quý cô bác anh chị một số những mẫu sản phẩm bên em Dân mới về và thanh lý cho các bác một số những mẫu sản phẩm bên em nhé. Quý cô bác anh chị đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em Dân Trịnh xin luôn một đăng ký kênh các bác nhé, để kênh của em nó có thể trở nên lớn mạnh hơn cũng như có thể phục vụ tốt nhất đến quý cô bác anh chị. Hôm nay thì bên em lại về thêm cho chúng ta đó là một cái mẫu khay đựng bánh Tết. Con này thì là có 1 2 3 4 cái khay. Dòng này thì đợt này là về cho chúng ta đó là cái dòng nhựa Meca, nên là khi các bác vận chuyển nó sẽ rất là khó bị rơi vỡ. Đấy, còn khi các bác nhận hàng thì nó sẽ là một cái hộp rất là nhỏ gọn và rất là đẹp như thế này cho chúng ta này. Đấy, rất là nhỏ gọn và rất là đẹp như này cho chúng ta. Và cái dòng này bên trong này nó sẽ có đầy đủ cái sách hướng dẫn. Nó sẽ có cái sách hướng dẫn để các bác có thể đựng khay bánh Tết. Đấy, để lắp đặt lên cho nó đẹp. Đây, các cái chi tiết của nó thì các bác cứ lắp vào như này cho em. Hàng này thì đảm bảo cho các bác luôn là hàng đẹp xịn sò luôn. Đó, hàng đẹp và xịn sò luôn. Đấy, còn con này thì đây em xin đo cho các bác cái dòng kích thước của cái khay đại của nó này. Cái khay đại này của nó là khay to nhất này của nó là 19,5. Và cái khay bé nhất của nó là kích thước của nó là 14,5 các bác nhé. 14,5. Và hàng này là hàng mới, khi các bác nhận hàng là hàng nguyên hộp luôn nhé. Hàng mới còn nguyên hộp luôn cho chúng ta luôn. Và mức giá của nó bên nhà em đang có giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Giá ngày xưa của nó là 450.000 đồng, đó là so với mức năm ngoái. Còn với cái mức một của cái năm nay thì giá nó đã ưu đãi hơn cực kỳ nhiều luôn cho các bác luôn. Giá của nó bên shop em đang bán chỉ có giá 200.000 đồng thôi các bác ạ. 200.000 đồng một cái mẫu khay đựng bánh Tết như thế này. 200.000 đồng một cái mẫu khay đựng bánh Tết như này như các bác nhé. Siêu đẹp, siêu xịn sò luôn. Hàng siêu đẹp, siêu xịn sò luôn. Đấy, và video ngày mai em sẽ cập nhật lại rất là nhiều của những cái giá của sản phẩm khác nữa bên nhà em. Nên là quý cô bác anh chị nào mà có thể ưng sản phẩm nào thì các bác có thể kết bạn Zalo hoặc là Facebook với em để em có thể cập nhật lại cho các bác những cái sản phẩm tốt nhất. Đấy, sản phẩm thứ hai muốn giới thiệu cho các bác trong cái video ngày hôm nay đó là một cái bộ cạo râu 36 lưỡi. Giá của nó giá trước kia là 80.000 đồng nhưng mà hôm nay em sẽ giảm giá cho các bác luôn ở trong cái video ngày hôm nay các bác nhé. Đấy, nó sẽ gồm có cho chúng ta đó là 36 cái lưỡi như thế này. Tổng cả một bộ nó như này đây. Nó sẽ gồm có một cái khay như này, nó gồm có 6 cái. Đấy, 6 này, 622 này, 6318 này, 6424 này. 30 này, 36 lưỡi. 36 cái lưỡi như này và một cái hộp dao như thế này đây. Và một cái hộp dao như này đây này các bác này. 36 lưỡi và một cái hộp này. Đấy, hộp này thì nó có một cái tiếp kem và một cái tay cầm. Đấy, một cái tiếp kem, một cái tay cầm. Nói chung là hàng thì cực kỳ ok luôn. Lưỡi dao của nó là lưỡi dao hai lớp các bác nhé. Lưỡi dao hai lớp này cực kỳ sắc bén luôn. Mức giá của nó bên nhà em đang có một cái mức giá cũng cực kỳ tốt muốn giới thiệu đến các bác. Đó là mức giá của nó bên nhà em đang thanh lý cho các bác còn 50k thôi. Còn 50.000 đồng thì có nhé. 50k. 50.000 đồng một cái hộp combo hộp dao 36 lưỡi như thế này thì các bác đã yên tâm rồi. Hàng này thì cực đẹp luôn, cực sắc bén luôn. Con này thì các bác nếu mà dùng ít dầu như em thì các bác dùng cả năm luôn cũng không hết. Đấy, 36 lưỡi và một cái bộ như này. Giá của nó đang ưu đãi cho các bác xuống còn 50k thôi nhé. 50.000 đồng đấy, khi các bác nhận hàng thì đầy đủ đủ như thế cho em. Các bác bóc ra như này và các bác kiểm tra giúp em nhé. Các bác bóc ra và các bác kiểm tra giúp em. Giá của nó thì siêu tốt luôn, siêu tốt, siêu ok luôn các bác nhé. 50k. 50.000 đồng. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu với các bác đó là một cái dòng bút đo thông mạch. Bút đo thông mạch các bác nhé. Con này thì đây các bác có thể nhìn thấy tay em là một cái vòng tuần hoàn của nó như kiểu là dây điện. Thì nó sẽ sáng khi mà nó thông. Còn mà cái dây, ví dụ dây nó đứt ngầm ở giữa thì nó sẽ không sáng. Ví dụ đây không, tay em không động vào nữa thì nó sẽ không sáng. Hoặc là đây, đấy, nó sẽ không thông thì nó sẽ không sáng. Còn không thì nó sẽ sáng cho chúng ta nhé. Nên là các bác có thể yên tâm sử dụng. Con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá chỉ có 10.000 đồng thôi. 10.000 đồng một cái như này. Đấy, hàng cực kỳ đẹp luôn. Một cái sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu với các bác đó là một cái đầu vòi để các bác bắt vào cái chậu rửa ấy. Các bác bắt vào cái đầu vòi chậu rửa, các cái đầu vòi ấy để các bác xoay 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 này rất là tiện này. Đấy, một con đầu vòi như thế này trước kia em đang bán với mức giá đó là 50.000 đồng. Hôm nay nhé, video này em còn 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 con. 7 con thì em sẽ thanh lý cho các bác với giá là 30.000 đồng một con nhé. Giá chỉ có 30.000 đồng một con thôi. 30k trên 1 nhé. 30k một cái. 30.000 đồng một cái. Cái này là cái đầu vòi
đầu vòi nước ấy, để các bác bắt lên, để các bác bắt lên để các bác sử dụng cho nó tiện lợi. Đấy, nó có cả một cái đầu này nữa này để các bác có thể bắt vào. Nhưng mà thường thường thì những cái này thì thường thường là chúng ta không dùng đến, mà chúng ta chỉ cần dùng đến cái này thôi. Đó thì em sẽ bao cho các bác luôn là hàng đẹp xịn sò luôn. Hàng đúng như quảng cáo nhé, cái dòng đầu vòi này. Thanh lý cho các bác với giá là 30.000 đồng một cái. 30.000 đồng một cái. Đấy. 30 cả. Siêu tốt luôn, giá tốt luôn nha các bác nhé. Giá này là giá tốt luôn cho các bác luôn, nên là các bác có thể yên tâm về, chỉ việc về và sử dụng thôi. Còn không phải lo lắng gì nữa. Chỉ việc về và sử dụng, còn không phải lo lắng gì nữa nhé các bác nhé. Đấy. 30.000 đồng thôi, giá siêu mềm luôn. 30 cả. Một cái dòng sản phẩm kế tiếp. Một cái dòng bơm 2 ti bơm dẫn chân này. Đấy, cái dòng bơm 2 ti bơm dẫn chân này. Đấy, các bác có thể dẫn này, dẫn bằng tay, dẫn bằng chân đều được. Ra hơi rất là ổn định. Con này bơm xe máy, bơm xe đạp đều ok. Hôm nay em sẽ cập nhật lại giá của con bơm 2 ti này một chút nhé. À, dòng bơm 2 ti này thì dây của nó thì là dây chịu áp lực. Đấy, khung của nó là khung thép. Khung của nó là khung thép để các bác dẫn này. Đấy, thì các bác phải đứng thì các bác phải dẫn nó nhẹ được. Hơi ra các bác thấy rất là khỏe luôn. Hơi ra nó rất là khỏe luôn. Và dùng xong các bác gạt lên. Dùng xong các bác gạt lên. Con này thì ở bên nhà em đang bán với mức giá đó là 230.000 đồng. Đấy, hôm nay em cập nhật lại giá cho các bác xuống còn 220.000 đồng nhé các bác nhé. 220.000 đồng một cái mã sản phẩm bơm 2 ti như này. Đấy, là cập nhật lại cho các bác cái mức giá của nó, cho mức giá cực kỳ tốt luôn. Đấy, mức giá cực kỳ tốt luôn, 220k. Và bên nhà em bao luôn phí ship cho các bác luôn nhé. 220.000 đồng và bên nhà em bao luôn phí ship cho các bác luôn. Bơm 2 ti bơm dẫn chân này các bác này. Bơm 2 ti bơm dẫn chân, 220.000 đồng và bên nhà em bao ship. Tiếp theo này thì hôm nay em lại về thêm cho chúng ta rất là nhiều cái mẫu bếp ga này. Bếp ga thì em có mặt màu đen và mặt màu trắng thì bên nhà em đều có cả. Đó. Và đặc biệt khi các bác mua bếp ga nhà em nhé. Đặc biệt khi các bác mua bếp ga nhà em này thì các bác sẽ được tặng kèm theo. Đây em để chờ một chút. Đó là một cái dòng lưới chống chuột như thế này. Tặng kèm theo đó là một cái lưới chống chuột như này nhé, để cho nó ít hạn chế chuột nó vào, nó có cắn được dây điện. Tí nữa em sẽ giới thiệu cho các bác là cái nào mà nó không có lưới chống chuột thì nhìn nó rất là lộ liễu. Đấy, thì chuột nó sẽ rất dễ vào. Ở nhà em thì có cả phím xoắn, phím xoáy thường và phím ấn cho chúng ta luôn. Đó, đây là một con bếp ga đầu tiên. Con bếp ga đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Con này thì thương hiệu của nó là Zinai. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Zinai các bác nhé. Zinai là một cái thương hiệu cực kỳ ok đến từ các anh bạn Nhật Bản của chúng ta. Phím con này là phím xoáy. Đấy, tất cả nhất là sẽ được tặng kèm lưới chống chuột và một đôi pin. Và một đôi pin cho chúng ta. Tất cả anh em sẽ tặng kèm lưới chống chuột và pin cho các bác luôn. Đấy, lò nướng của nó đây, em sẽ lên mã cho các bác luôn. Lò nướng con này thì còn cực kỳ sạch đẹp luôn. Cực kỳ sạch đẹp luôn nha các bác nhé. Đó, các bác lên cho em mã này là mã bếp ga 510 510 nhá. Mã này các bác lên cho em mã này là mã 510. 510. Con này bên nhà em đang bán với mức giá đó là 1.800.000 và bên nhà em bao ship luôn cho các bác luôn nhá. 1.800.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác. Cái kích thước của nó đây. Cái kích thước của nó. Con này thì là 56 cm. Kích thước của nó là 56 cm. Chiều này của nó này, em bỏ làm đo cho các bác cho nó dễ. Đấy, 439 cm, một chiều 39, một chiều 56. Đó. Hàng này thì nói chung là hàng còn cực kỳ đẹp luôn. Còn cực kỳ đẹp luôn nhá. Đấy, hai cái giá đỡ của nó này còn rất là ok luôn. Các bác lên cho em mã này là mã 510. 510, bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó chỉ có 1.800.000 đồng thôi. Bên và bên nhà em bao ship. Mã sản phẩm thứ hai em muốn giới thiệu cho các bác đó là một con bếp ga Paloma. Paloma nhé, dòng này của Paloma. Dòng này là phím ấn. Dòng này là phím ấn này. Cái dòng phím ấn ý, thì ở đây nó có cái lưỡi gà này này, thì là nó sẽ khóa lại trẻ em này. Và đây, khi mà các bác không có lưới chống chuột ấy thì nó sẽ như thế này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy này. Còn rất là mới luôn. Đấy, trong kia vẫn còn cả giấy này. Đây, không biết là cái giấy gì đây. Sách hướng dẫn sử dụng hay là cái gì đây này. Đấy, sách hướng dẫn sử dụng hay là cái gì nó còn nằm trong đấy đấy. Đó, dây điện của nó đây. Nếu mà các bác nào mà nhà không có chuột ý, thì ok, không cần phải dùng đến lưới chống chuột thì các bác cứ báo em. Đó, còn đây là khay nướng của nó. Đấy, và phụ kiện, khay nướng và phụ kiện của nó nhé. Thì nó sẽ nằm, em sẽ để hết ở trong này. Em sẽ để hết ở trong này cho các bác luôn. Đó, hàng này thứ bao cho các bác luôn là đẹp xịn sò luôn. Và cái dòng này của nó nhé, là cái những cái dòng này của nó thì là đều có cảm biến và đã test cảm biến hết cho các bác rồi. Và đã test cảm biến hết cho các bác rồi nhé. Con bếp này thì kích thước của nó
là 41, gần 41, gọi là 41. Đấy, 41 này. Nhân với lại một chiều này là 39. À 59. 41 nhân với 59. Phím ấn nhá. Phím ấn, và đây là những cái phụ kiện của nó này. Và cũng tặng kèm lưới chống chuột nhá. Đấy này là em giới thiệu là không có lưới chống chuột thôi, nhưng mà sẽ tặng kèm cho các bác là lưới chống chuột. Đó, con này thì các bác sẽ có cái giá của nó đây. Giá của nó đây. Bếp ga thì bên nhà em về liên tục các bác nhá. Bếp ga thì bên nhà em về liên tục luôn để có thể phục vụ các bác luôn. Đấy, khay nướng, lò nướng của nó này. Lò nướng của nó này, gần như là mới luôn. Đấy, em sẽ lên mã cho các bác từng con một để các bác có thể tha hồ lựa chọn nhé. Lên mã cho các bác từng con một để các bác có thể tha hồ lựa chọn luôn. Và cái mã sản phẩm này thì các bác lên cho em mã này là 511. Mã 511 nhé. Bếp ga 511. 511. Con này bên nhà em đang bán với mức giá đó là 1.900.000. Đấy, 1.900.000 đồng, và bên nhà em cũng bao ship cho các bác luôn nhé. Về phần mặt của nó nhé thì hầu như là không có vết sầy xước. Hầu như là không có vết sầy xước nào cả. Hàng này hàng đẹp luôn. Hàng này hàng đẹp luôn. Các bác lên cho em mã này là mã 511. Thương hiệu con này là Paloma, vẫn tặng kèm lưới chống chuột và vẫn tặng kèm một đôi pin cho chúng ta luôn đấy các bác nhé. Vẫn tặng kèm lưới chống chuột và vẫn tặng kèm đôi pin cho các bác luôn. Đang màu đen rồi thì chuyển sang một con màu trắng để cho các bác đỡ nhạt nhẽo nhé. Đấy, chuyển sang con màu trắng để các bác đỡ nhạt nhẽo. Cái dòng con màu trắng này thì của nó cũng là đẹp luôn, cũng là hàng đẹp luôn nhé, không có sầy ấy đâu. Hàng mặt đẹp này, vẫn còn cả cái lưới ấy của nó này. Và con này khâu của nó này, trông này thôi nhưng mà nó bằng đồng. Trông nhìn như thế này thôi nhưng mà nó bằng đồng, rất là xịn sò luôn nhé. Rất là xịn sò luôn. Hai cái của nó này, hai cái rọ của nó bằng rọ đồng. Đấy, lò nướng, lòng nướng của nó rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Đấy, khay các thứ. Nói chung là hàng này khi các bác nhận hàng bao cho các bác luôn. Cái này ấy thôi, bẩn thôi, chưa sạch. Bao cho các bác luôn là hàng đẹp luôn. Cùng em bao cho các bác luôn là hàng đẹp luôn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy lò nướng này. Lò nướng của nó thì còn gần như là mới luôn. Lò nướng của nó thì còn gần như là mới luôn nhá. Con này thì khay nướng các thứ của nó đây. Đấy, để các bác lắp lên. Để các bác lắp lên thì trông cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác nhìn thấy là các bác chỉ có chim ưng trở lên thôi. Chỉ có ưng trở lên thôi. Và những cái dòng bếp ga này nó sẽ dùng ga nó tiết kiệm hơn được đến 4-50%. Đấy, 4-50% so với những cái bếp ga thông thường của chúng ta. Đấy, dòng này thì nó sẽ tiết kiệm ga hơn nhé. Cái dòng này thì nó sẽ tiết kiệm ga hơn cho các bác, nên là các bác phải yên tâm sử dụng. Đấy, các bác lên cho em còn con bếp ga này. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã 512. 512 nhé. Đấy, những cái mã cũ này, mã cũ của nó 50 mấy thì em vẫn còn mã 502 này. Đấy, 502 với lại 504, 505, 506. Đấy, thì bây giờ em lại lên thêm mã mới cho các bác này. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã 512. 512. Hàng này thì các bác yên tâm. Đấy, lên đến mã 512 rồi là các bác biết rồi. Đấy, hàng bán rất là ok luôn. 512, con này bên em đang bán với giá là 1.950.000. Đấy, 1.950.000 đồng, và em bao ship cho các bác luôn. Cái mặt màu trắng này, mặt men này. Thương hiệu con này là thương hiệu của Paloma nhé. Vẫn tặng kèm thêm cho chúng ta đó là lưới chống chuột và pin nhé. Vẫn tặng kèm cho các bác là lưới chống chuột và pin, nên là các bác có thể yên tâm để các bác về các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, các bác chỉ việc về và các bác sử dụng thôi nhé. Một cái mã tiếp theo. Cái mã tiếp theo, một con cũng là màu trắng đi. Một con giới thiệu cho các bác cũng là màu trắng đi. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Lò nướng của nó này. Đấy, các cái khay của nó này. Đấy, các bác về nhé, các bác về có đặt đúng ở đây xem. Các bác đặt đúng ở đây xem. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đẹp. Khâu của nó này, cái này của nó bằng khâu đồng này. Cái này của nó các bác nhìn màu này nhé. Các bác về các bác đánh đi, cam kết với các bác là bằng đồng luôn. Cam kết cho các bác là bằng đồng luôn. Và những cái cảm biến này em đã test thoải mái cho các bác rồi. Đấy, đã test cẩn, rất là cẩn thận cho các bác. Và đây, quan trọng nhất là cái lò nướng của nó này. Đẹp như gần như mới luôn. Đẹp xịn sò luôn. Đẹp xịn sò luôn các bác nhé. Đấy, các bác lắp về, lắp cái khay lò nướng này vào. Và các bác có thể nhìn thấy. Đấy, và các bác có thể nhìn thấy cực kỳ đẹp. Lên form cực kỳ đẹp luôn. Đấy, và vẫn tặng kèm thêm cho các bác đó là lưới chống chuột. Đấy, ôi em xin lỗi. Đấy, vẫn tặng kèm thêm cho các bác là lưới chống chuột và pin nhá. Đấy, vẫn tặng kèm cho các bác lưới chống chuột và pin. Các bác lên cho em mã này là mã 513. 513.
tem trước các thứ này, Paloma này, hàng thì cẩn thận luôn các bác luôn. Đấy, 513 1.900.000 bao ship 513 1.900.000 đồng và bên em bao ship cho bác mã này luôn. Đấy, mã bếp ga này. Đấy, các bác lên xem mã này là mã 513 màu trắng nhá. Đây, một con tiếp theo, một con bếp ga nữa. Cái dòng này thì để test cho các bác. Đấy, con này thì em sẽ test cho các bác luôn, tại vì quên mất tí nữa, quên là hẹn với các bác là tối nay sẽ quay bếp ga và sẽ test cho các bác. Con này thì sẽ đây tặng pin này. Đấy, và các bác sẽ bật ga lên này, các bác bật ga lên thì các bác ấn này. Ga lên này. Đấy. Ga lên rất là đẹp luôn. Như này là đang đấy, nó đang hở cái này này. Đấy, các bác ấn chặt lại xuống cho em. Đấy, bật lên này. Đấy, bật lại. Ga lên rất là đều luôn. Và có một cái điểm cực kỳ hay nhé. Em đốt cháy giai đoạn luôn một chút nhé. Tắt bếp, đèn cảnh báo báo luôn. Tắt bếp, đèn cảnh báo báo luôn. Quá nhiệt, tắt bếp. Tắt bếp, đèn cảnh báo báo luôn là nó sẽ dừng bếp luôn. Đấy, và chúng ta chỉ việc là lên chúng ta tắt bếp lại là xong. Đấy. Và như này là như nào? Như này là nó sẽ khi ví dụ các bác đun bếp trên chốc cái xoong này, cái nồi này, và nó sẽ bị cháy. Nó bị cháy xoong hoặc là chúng ta quên chúng ta đi đâu đó, thì nếu mà khi mà cái nhiệt độ của cái xoong nó đến cái mức nhiệt độ của cái cảm biến này nó nhận được là nó sẽ tự nhiên tự dừng bếp và nó sẽ cảnh báo chúng ta ở cái đèn báo này. Đèn báo này nó sẽ có hai lỗi, đó là một lỗi là quá nhiệt và một lỗi nữa là hết pin. Đấy, là hai cái lỗi đó thì là nó sẽ báo cho chúng ta để chúng ta biết. Đấy, nếu mà ví dụ có cái này mà vẫn đang xuống như này. Đấy. Đây vẫn đang nóng, nó chưa nguội, nó phải để một lúc. Đấy, thì mà nó vẫn đang ấn này thì là nó do là bị quá nhiệt và chúng ta tắt đi, chúng ta đợi một chút. Còn là nếu mà hết pin thì chúng ta thay pin là xong. Đấy, con này thì tặng cho các bác một đôi pin rồi, một đôi pin con thỏ này thì các bác dùng thoải mái luôn rồi. Đấy, vẫn dùng thoải mái luôn. Và con bếp ga như thế này thì nó là hàng Nhật bãi. Cái dòng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Paloma. Tất cả những cái dòng bếp ga này em nhớ thì đã đều test như thế này cho các bác. Đều test như này cho các bác. Đấy. Tự nó bé lên và tắt đi luôn. Đấy. Và con này kích thước của nó này 59cm. Một chiều của nó là 40.5. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã bao nhiêu nhỉ? 1, 2, 3, 4 rồi, 514. 514. Các bác lên cho em mã này là mã 514. 514. Con này bên nhà em đang bán với giá là 1.850.000. 1.850.000 đồng cái mã 514 này. Và tất cả các con bếp nhà em đều test cho các bác luôn và tặng pin, tặng lưới chống chuột, tặng pin và tặng lưới chống chuột cho các bác luôn. Đó, mã 514. Một cái con sản phẩm tiếp theo, một cái con bếp ga tiếp theo. Đấy, phím xoáy hay là phím ấn nhà em đều có cả, nhưng mà đợt này thì lại chuộng cái phím ấn hơn, phím ấn dùng dễ hơn. Đây, con này cũng là phím ấn này. Bên trong này nhé, tất cả khi nhận hàng của các bác là em sẽ để những cái phụ kiện của nó bên trong như thế này. Các bác về, các bác chỉ được lấy ra, các bác ráp lên. Đấy, các bác ráp lên để cho nó đúng thôi. Đấy, còn con này thì lò nướng hay là tất cả các thứ đều test thoải mái cho các bác rồi. Nhà em đều test, nhà em đều kiểm tra cho các bác. Đấy, nên là các bác cứ yên tâm. Đấy, lò nướng của các bác có thể nhìn thấy đây. Lò nướng của các bác có thể nhìn thấy, còn cực kỳ sạch đẹp luôn. Còn cực kỳ sạch đẹp luôn nhé. Nên là các bác cứ yên tâm. Hàng bao cho các bác luôn, nhận hàng các bác kiểm tra hàng nhà em thoải mái luôn nhé. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái của nhà em luôn. Con này thì kích thước của nó đây 59cm nhân với lại 41, 59 nhân với 41. Đấy. Và cái mức giá của con này thì các bác lên cho em mã này là mã 515. 515. 515. Giá của nó bên em đang bán với mức giá đó là 1.800.000 nhé. 1.800.000 đồng và bên em bao ship cho các bác luôn. Đấy, con này thì tại sao mà lại 1.800.000? Con này nó hơi nhìn nó vẫn bằng đồng, nó không sợ hỏng đâu, nhưng mà nhìn nó không được ưng mắt lắm, nên là giá của nó sẽ ok hơn, giá của nó sẽ tốt hơn. Còn dùng thì vẫn dùng ok. Thì các bác có thể nhìn thấy cảm biến các thứ của nó dọn sạch sẽ cho các bác luôn. Đấy, hai bên này.
đều bằng bếp đồng nhé, hai bên này đều bằng bếp đồng nên là các bác có thể thoải mái sử dụng luôn. Đấy, các bác có thể thoải mái sử dụng luôn nhé. Các bác lên cho em mã này là mã bếp ga 515, 1.800.000 đồng, và bên em bao ship. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Đấy, con này cũng bếp của nó tất cả là bếp đồng này. Con này còn đồng còn vàng óng luôn. Con này đồng còn vàng óng luôn này. Con này thì còn đẹp. Con này còn đẹp luôn này. Đấy, hai con này thì nó vẫn còn vàng. Cái này thì thực ra em không muốn đánh đi thôi. Đấy, đánh đi thì nó mất cái zin của nó. Đánh đi thì nó mất cái zin của nó, tại vì hàng về như nào. Đây em chỉ vệ sinh sạch sẽ thôi. Em chỉ vệ sinh sạch sẽ cho các bác thôi. Đấy, còn là thay của nó đây. Đấy, con này thì còn cực kỳ đẹp luôn. Con này thì hàng này gọi là long lanh luôn nhé. Long lanh tuyệt vời luôn các bác. Đấy, khay nóng của nó này. Khay nóng của nó bằng inox này. Còn cực kỳ sáng, nó bằng inox sáng luôn, nó không phải những cái màu kia nữa. Đấy. Và đây. Lòng lò nướng của nó này. Còn cực kỳ đẹp luôn. Sáng long lanh luôn các bác nhé. Sáng long lanh luôn. Đấy, những cái thanh đấy, những cái giá của nó này cũng còn rất là đẹp. Rất là đẹp. Đó. Con này thì con này đẹp, rất là đẹp luôn. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã đây, để em đo kích thước cho bác luôn. Để em đo cho bác kích thước luôn nhé. 59 nhân với lại 41. 59 nhân với 41. Các bác lên cho em mã này là mã 516. 516. Giá con này thì là 2.000.000 đồng. 2.000.000 đồng nhá. Đấy, và cũng bao ship tặng kèm lưới chống chuột và tặng pin cho các bác luôn. Bao ship và tặng lưới chống chuột và tặng pin cho các bác luôn. Cũng là phím ấn luôn, nhưng mà con này thì long lanh luôn. Đấy, nắng ấm long lanh luôn, muôn hoa vàng luôn. Paloma. Hàng đẹp cực kỳ luôn. Hàng đẹp cực kỳ luôn các bác nhé. Đó. Các bác qua kênh thì đừng quên cho em Dân Trịnh xin một nút like nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em Dân Trịnh xin một nút đăng ký kênh các bác nhé. Còn bác nào mà muốn bảo em test bếp ấy, bật lửa các thứ thì thoải mái luôn, em sẽ test cho các bác thoải mái luôn, nên là các bác có thể yên tâm. Đó. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, đó là một cái dòng đèn pin 2 đầu. Con này thì của Polit nhé các bác nhé. Hàng này của nội địa Nhật, made in Japan. Đấy, dòng này hôm nay em cũng lại cập nhật lại giá cho các bác một chút. Hàng này thì cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn, hai đầu này. Đấy, và các bác có thể chiếu xoay này. Đấy, xoay rất là sáng luôn. Chế độ thứ hai này. Chế độ thứ ba là nó sẽ sáng ở cái vùng bụng này các bác nhé. Nó sẽ sáng ở cái vùng bụng này. Đấy, và thứ tư là nó sẽ sáng mờ hơn để các bác đi ngủ. Đấy. Còn khi các bác chuyển sang đầu bên này thì nó là chóa rộng, chóa rộng này. Đấy, độ sáng của nó yếu đi này. Đấy, và sáng đèn đỏ, soi đèn đỏ này. Đấy, và nhấp nháy cảnh báo này. Đó. Con này của nó thì nó sẽ có cái kích thước này cho chúng ta này. Con này nó sẽ có cái kích thước cho chúng ta, đó là 18 cm. Đấy, miệng của cái đèn này của nó sẽ rơi vào 9 cm. Con này soi sáng cực kỳ tốt luôn, pin cực kỳ trâu nhé. Pin của con này, đèn hai đầu này thì nó sẽ rơi vào từ 5 đến 8 tiếng liên tục. Đấy, giá của nó thì giá cũ bên em đang bán với mức giá đó là 260.000 đồng. 260.000 đồng. Video ngày hôm nay em giảm giá cho các bác xuống còn 240.000 đồng. Đấy, 240.000 đồng và vẫn bao ship nhé. 240k. Đấy, giảm giá cho các bác xuống còn 240k nhé. Trước kia là 260k bao ship, hôm nay thì giảm giá cho các bác xuống còn 240k. Đấy, và vẫn bao ship cho các bác luôn. Và vẫn bao ship cho các bác luôn nhé. 240.000 đồng và bên em vẫn bao ship cho các bác luôn. Hàng này thì bao cho các bác nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái luôn. Và những cái đầu này nó có cao su này. Những cái đầu này nó có cao su cho chúng ta, nên là nó sử dụng rất là ok luôn. Đấy, nó sử dụng rất ok và rất là tiện lợi. Rất là tiện lợi luôn nha các bác nhé. Đấy, giảm giá cho các bác luôn. Giảm giá cho các bác trên sản phẩm luôn. 240.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác cái đèn pin 2 đầu như thế này. Đấy, đèn pin 2 đầu 240.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác luôn nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, nó là một cái dòng đèn pin đội đầu. Các bác về thì con này thì rất là dễ sử dụng thôi. Lắp đặt lên thì các bác cũng rất dễ lắp đặt lên. Đấy, lắp đặt lên này. Rất là dễ này, các bác về các bác cài nó lên thôi. Cài nó lên. Đấy, cái này thế này. Các bác cài lên này. Cài lên này. Đấy. Và cái này thì nó là trên đầu. Cái này em đang làm sai quy trình này. Đấy. Nhưng mà vẫn có thể chèo lái con thuyền được. Đấy. Và chúng ta sẽ cặp nó lên. Đấy. Sẽ cho nó lên. Và chúng ta đội lên đầu. Và chúng ta đội lên đầu. Con đèn pin này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Tarima. Tarima như các bác nhé. Con này thì đây, nó sẽ có chế độ cho chúng ta, đó là chế độ phủi tắt.
Đấy. Bật này. Này các bác nhìn thấy này. Tắt này. Bật này. Tắt này. Đấy là em không động một cái gì thôi nhé. Bật này. Tắt này. Đấy. Hoặc là các bác có thể tắt cái chế độ đấy đi. Chúng ta bật chế độ soi sáng bình thường thì nó sẽ có chế độ chúng ta là soi xa và soi gần. Soi xa và soi gần này. Này là soi gần này, còn đây là soi xa này. Đấy, chế độ sáng mờ này, nhấp nháy này. Và nó có cả chế độ sáng ở hai bên hông này nữa. Đấy. Và cuối cùng là chế độ sáng rất là rộng. Rất là rộng để các bác có thể soi thoải mái luôn. Con này thì thời gian sử dụng pin của nó cũng rất là trâu. Nó là dòng đèn pin đội đầu. Con nào cũng thế, nó sẽ có cái củ sạc và chỗ cắm USB cho chúng ta. Con đèn pin đội đầu này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó chỉ có 150k thôi có nhé. 150.000 đồng một cái đèn pin đội đầu như thế này. 150k. 150k. 150.000 đồng một cái đèn pin đội đầu. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn. Một cái dòng sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng LED giọt lệ. LED giọt lệ này. LED giọt lệ này thì nó rất là tiện. Các bác có thể sử dụng cái dây cáp USB để các bác có thể dỡ ra. Cái sợi dây này của nó sẽ dài cho chúng ta đó là 10 mét. Cái sợi dây này của nó sẽ dài cho chúng ta đó là 10 mét. Và nó sẽ chống chịu được nước thoải mái luôn. Các bác lưu ý cho em là chỉ có giữ lại cái USB này cho em thôi. Giữ lại cái USB này trên bờ cho em thôi. Còn các bác cứ quẳng xuống nước thoải mái cho em luôn. Em lại quên không chuẩn bị cái chậu nước cho các bác để các bác test. Đấy, quên không chuẩn bị cái chậu nước. Nhưng mà các bác yên tâm một điều đó là em đã bao cho các bác luôn. Nếu mà các bác đem xuống nước nó cháy, các bác gửi lên cho em, báo cho em gửi, cho, gửi tặng các bác cái khác luôn. Gửi đổi cho các bác khác luôn. Đấy, nên là các bác có thể yên tâm sử dụng. Đó, đây em sẽ gỡ hết ra. Dây của nó là dây dài 10 mét. Dây này của nó là dây dài 10 mét này. Các bác có thể cắm tận dụng vào những cái USB của cái đèn pin này. Hay là có thể cắm vào rất là nhiều thứ. Đấy, để chúng ta có thể đi chơi. Hay là chúng ta có thể làm quán các thứ này. Đấy, và các bác bật lên này. Bật lên này. Đấy, nó sẽ nhấp nháy cho chúng ta. Và chúng ta có thể sử dụng bằng remote. Nó có remote. Đấy, và chúng ta điều khiển này. Đấy, nó đuổi này. Nó đuổi này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy nó đuổi cực kỳ nhanh, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bác có thể sử dụng tăng độ sáng này, tăng tốc độ này và giảm tốc độ này. Đấy, nó sẽ giảm đi này. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Đấy, tăng độ sáng và giảm độ sáng. Con này thì có rất là nhiều chế độ M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8. Rất là nhiều màu sắc. Và các bác có thể để tự động. Đấy, auto này, các bác ấn vào auto này thì nó sẽ tự động, nó sẽ tự chạy. Đấy, nó thích cái về cái kiểu nào thì nó sẽ tự chạy cái đó. Nó thích cái kiểu nào nó về tự chạy về cái đó. Và con này thì ở bên em đang bán với cái mức giá chỉ có 110.000 đồng thôi các bác nhé. 110.000 đồng một cái dòng dây LED này. Dây LED giọt lệ này. Và nó chịu nước cực kỳ tốt luôn. Và cái dòng này nó chịu nước cực kỳ tốt luôn. Các bác ve xuống nước, các bác chỉ cần giữ lại cho em cái USB này. Đấy, các bác giữ lại cái USB này để các bác cắm vào thôi. Đấy, còn các bác cứ ném hết xuống nước cho em. Đấy, nó thoải mái luôn. Nó thoải mái luôn nhé. Và giá của nó chỉ có 110.000 đồng thôi. Giá của nó chỉ có 110.000 đồng thôi các bác nhé. Các bác lên cho em mã này là mã LED giọt lệ. LED giọt lệ 110k. Đấy, hàng khi các bác nhận hàng, các bác cắm vào cái USB này cho em. Đấy, các bác cắm thử cho em và các bác thay với thanh toán. Nhưng mà thực ra là nhà em cũng cắm test hết cho các bác rồi. Đấy, chứ không phải là không. Đấy. On off này. On này. Đấy, rất là nhiều kiểu, rất là đặc sắc, nháy rất là ok luôn. Đấy, nếu mà cuộc thi bóng nháy của Noyan thì chúng ta không thể thiếu được cái sản phẩm này. Đấy, và các bác nhanh tay đặt nhé, tại vì đến lúc Noyan ấy thì lúc đấy là vào mùa nó rộ lên thì nó rất là giá, nó rất là cao. Đấy, cái dòng này nó rộ lên thì giá của nó rất là cao, nên là các bác có thể nhanh tay để các bác đặt trước nhé. Đấy, nhanh tay để các bác đặt trước. Hàng đẹp luôn. Đấy, on off thoải mái. 110.000 đồng. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng sạc bình ắc quy. Dòng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Forsup. Các bác sạc bình 12V thoải mái nhé. Riêng cái dòng này các bác sạc bình xe máy thoải mái cho em luôn. Đấy, 100Ah, 4A 100Ah. Con này thì các bác sạc cho em bình xe máy thôi nhé. Còn nếu mà bình ô tô ấy, thì các bác phải dùng cái loại to hơn một chút. Đấy, không thì là không được. Đấy, con này nó sẽ sạc, không phải là không được mà nó sẽ sạc lâu hơn. Đó là lưu ý như thế. Còn con này nó cũng sẽ có quạt tản nhiệt cho chúng ta này. Cũng sẽ có quạt tản nhiệt cho chúng ta này. Và con này thì điện sử dụng điện 100 đến điện 240V là đều thoải mái luôn.
Con này thì maximum của nó thì có thể được sạc lên đến 75W. 13,8V đến 15,5V. Max của nó lên 5A. Các bác lên cho em mã này, mã sạc 5A, 4 hoặc 5A đều được. Giá của nó bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 220.000 đồng. 220.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. 220k. 220k. Bao ship 220.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Đó. Một con thứ hai, con này thì nó là 12V 6A và 24V 3A, tức là nó có thể sạc được bình 12V và bình 24V đều có thể sạc được. Nó có thể sạc được cả pin lithium nhé. Pin lithium, tức là cái bình ắc quy mà các bác bình xe đạp điện mà nó bằng pin lithium ấy, thì các bác đều có thể sạc được. Đấy. Còn những cái dòng khác là không sạc được nhé. Nó không có cái ký hiệu lithium này là không sạc được đâu. Đó, và con này thì nó sẽ sạc được cả bình ô tô, bình xe máy thì đương nhiên rồi. Cái dòng này thì của nó cũng có quạt tản nhiệt luôn này. Và dòng này thì cũng sử dụng điện 100 đến điện 240V đều ok luôn. Max của nó lên đến 110W. Con này thì sử dụng 12V 6A đến 24V 3A. Và giá của nó thì con này bên nhà em đang bán với mức giá đó là 340.000 đồng. 340.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác luôn nhé. 340.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Các bác lên cho em mã này, mã sạc bình ắc quy. Sạc bình ắc quy 340.000 đồng và bên nhà em bao ship. Một cái mã sản phẩm nữa. Con này thì nó là sạc bình 12V 8A đến 24V 4A. Con này thì của nó là cũng sạc được bình ắc quy ô tô, xe máy các thứ thoải mái, nhưng mà không sạc được pin lithium. Đấy. Không sạc được pin lithium nhá các bác nhá, sạc bình ô tô các thứ này. Con này thì đều có quạt tản nhiệt, tất cả dòng này thì thương hiệu của nó là Forsup, và sử dụng của cái dòng này thì đều sử dụng được điện 100 đến điện 240V đều ok. Nhưng mà cái dòng này nó to hơn nên nó sẽ sạc được nhiều bình hơn, và dòng này thì sạc được bình ô tô thoải mái. Dòng này thì sạc dòng này và dòng này, hai cái dòng này thì sạc được bình ô tô thoải mái. Và các bác lên cho em mã này là mã sạc 8A. Sạc 8A. Sạc 8A. Con này bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 320k. Đấy, nó không sạc được pin lithium nên nó giá của nó sẽ giảm hơn con này một chút. Giá của nó sẽ giảm hơn con này một chút nhé. Đấy, quên mất đây có cái bình ắc quy mà không ấy thử cho các bác luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một con kích điện. Kích điện này thì nó kích từ điện 12V bình ắc quy này lên trên điện 220V ở đây. Đấy, lên trên điện 220V ở đây. Đấy. Đây. Giá của nó là bên này em đang bán với giá là 220k, con này đang bị bong cái tem này. Đấy. 220k. Và đây các bác kẹp vào bình ắc quy đây. Các bác kẹp vào bình ắc quy cho em. Kẹp chắc chắn vào nhé. Các bác về các bác có thể thay lại cái này, hoặc các bác bóp cái này lại. Bóp cái này lại này. Đấy. Bóp cái này lại. Và các bác kẹp vào. Đấy. Và đèn báo đây nó sẽ báo lên là điện đây đã ra đủ 220V. Các bác động vào đây là có khả năng bị giật chết người luôn. Tại vì nó ra đủ điện 220V. Nhưng mà các bác cầm vào đây không sao. Nhưng mà ở đây ổ cắm này nó đúng như ổ cắm điện bình thường của chúng ta luôn. Và các bác sử dụng. Đây. Em xin test cho các bác bằng cái máy sấy tóc sử dụng điện 220V nhé. Đây, con này có 8, con này hẳn 800W cơ. 1200W thì không biết có được không, nhưng mà chắc bật lên phát thì được. Không được. Con này 1200W của nó, công suất của nó cao hơn quá, không tải được. Thế nhưng mà con này công suất của nó là 220W. Công suất của nó là 220W nhé các bác nhé. Các bác cắm thì cái này dòng này thì các bác cắm quạt. Cắm quạt hoặc cắm bóng đèn. Cắm quạt hoặc cắm bóng đèn thôi nhé. Đấy. Và con này bên nhà em đang bán với mức giá chỉ có 220.000 đồng thôi. 220.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. 220.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác luôn nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Máy sấy tóc của thương hiệu Toshiba. Máy sấy tóc của thương hiệu Toshiba nhé. Con này thì nó công suất của nó là 1200W. Đấy, sử dụng nguồn điện của nó đó là nguồn điện 220V 50Hz. Và con này thì hàng của nội địa Nhật Made in Japan. Hàng này thì hàng của thương hiệu Toshiba. Và giá của nó là 300.000 đồng. Và con này thì nó hàng này, hàng của nó hàng xuất đi tất cả các nước trên thế giới. Hàng này của nó xuất đi tất cả các nước trên thế giới. Đấy. Rất là đẹp luôn, nó có hai cái lỗ để chúng ta bắn vít này. Đấy, để chúng ta treo lên tường. Chúng ta treo lên tường nhé. Rất là tiện lợi, rất là xịn sò và linh hoạt luôn. Tiện lợi, xịn sò và linh hoạt luôn nhé. 300.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác luôn nhé. 300k và bên nhà em bao ship cho các bác. Đó.
Đó, thì vừa rồi thì em Dân vừa mới giới thiệu đến quý cô bác anh chị một số những mẫu sản phẩm bên em. Các bác ưng sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp với số hotline của bên em là 0982 834004 hoặc 0915 402 977. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em Dân xin phép được dừng video tại đây nhé. Cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bác.